Tin Ethiopia, các tín hữu Kitô tại Ethiopia bị bạo lực. Bạo lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2018 tại miền Somali bên Ethiopia đã làm cho hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có nhiều linh mục chính thống. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết gần 10 thánh đường chính thống đã bị các dân Livu thuộc sắc tộc Somali tấn công và thiêu hủy. Trong đó, những người bị giết có 6 linh mục chính thống và nhiều tín hữu. Những vụ bạo động diễn ra trong bối cảnh xung khắc giữa chính quyền miền Somali và chính quyền trung ương Ethiopia ở thủ đô Addis Ababa đưa tới việc bắt giam ông Abiy Ahmed, thống đốc miền Somali. Từ lâu, miền này ở trong tình trạng bất an. Những vụ bạo động vừa qua làm cho hơn 20.000 người phải chạy tới các chánh xứ chính thống để lánh nạn. Đức Thượng Phụ Matthias Đệ Nhất đã quyết định tổ chức những ngày ăn chay và cầu nguyện trước lễ Đức Mẹ lên trời ngày 15 tháng 8 để cầu xin ơn an bình và hòa giải, cũng như cầu cho các nạn nhân ở trong vùng sau những vụ bạo động có sắc thái chủng tộc.